Hello, hello. Chị đâu đây? Đây, chúng tôi trên đường đi lớp với khác. Ghé vô một cái tiệm này đi làm móng heo. Chúng tôi đang đi vô đây làm móng heo đây. Làm móng heo, làm móng heo. Xin mời vào. Đó. Con nói nhiều chuyện quá. Con nhỏ này. Đi vô tiệm đây. Đây, đây là một cái tiệm nail gọi là Queen Nail Spa. Nửa đường từ OC mình đi Las Vegas. Hôm nay đi Las Vegas để ghé vô cái tiệm này để làm móng. Trên đường đi lễ Đức Mẹ La Vang tại Las Vegas, chúng tôi ghé vô cái tiệm nail của người nhà và con đang mở đây. Quảng cáo đây. Đây quảng cáo của tiệm Queen Nail Spa. Đây là tiệm Queen Nail Spa này. Bước vô đây là bé Quỳnh. Đấy, bé Quỳnh đang làm cho khách. Đây là một thợ. Và đây là cô giáo Thảo, là cũng một là thợ nail nữa. Đây. Nhưng mà con của cô giáo Thảo chở lên đường đi Las Vegas thì cháu mắc cỡ, cháu không chịu đưa cái mặt ra. Còn đây trên đường đi tới ghé vô tiệm. Ồ, mấy cô này đang làm móng, làm đẹp để trước khi đi đến Las Vegas. Đây là cô Trinh. Đây. Đây, cô Trinh đang làm cho cô La. Đó, hai cô làm cho một cô đây, phục vụ. Một cô làm chân, cô làm móng tay. Đặc biệt hôm nay á, khách mà vô đây làm được tặng thêm tiền nữa. Đó, nay mấy cô cũng có tấp luôn, ngồi chung có làm tiền này đây. Đây tiệm Queen Nail Spa. Đây là những mẫu nè. Tiệm đây là giữa đường đi Las Vegas. Từ nhà đi đến đây đã 2 tiếng. Chúng đi phái đoàn của chúng tôi hôm nay đi 8 người. Đây, tiệm Winnell Spa của cô chủ là đó, nữa tới quay cô chủ này. Wow. Trên đường chúng tôi đi Las Vegas lên đây ghé nửa đường đi làm vô tiệm. Họ đi làm móng nail, còn đây là chúng tôi đang đi làm móng heo. Đây là bé Quỳnh đang làm cho bà. Đây bà, đây là mẹ của cô Như, cô chủ tiệm ở đây. Đây. Và trong khi làm móng cho đẹp một chút để hành trình tiếp tục đi Las Vegas. Trong tiệm Queen Nail Spa đây có 1, 2, 3, 4 có 5 ghế spa đây với giới thiệu tiệm nail. Ai mà đi đường đi Las Vegas giữa đường thành phố Battle sẽ có một cái tiệm nail đây, Queen Nail Spa. Đây, ở đây có mấy cô, một. Đây, Queen là một nữ hoàng này. Đây, đây là có một thợ, đây là cô Trinh. Đây, cô Trinh đây đang làm móng, làm chân cho cô La. Và đây là cô Thảo đang làm móng cho bà. Đây là bé Quỳnh đang làm móng chân cho bà luôn. Wow, xe vịt. Còn mà có làm gì không thì ngồi xuống là lát có người làm luôn. Đây, Queen Nail Spa. Dạ, lát nữa con làm sao? Có nhổ rau luôn ha, đặc biệt tiệm nail có nhổ rau nữa. Đây, bây giờ bên đây là cô Dung. Đây, hai cô chủ đây. Cô Dung đang ngồi làm cho khách. Đây là tiệm này, có khách lai vô cả ngày. Còn cô đang tính tiền bên kia là cô Như và cô Dung, là hai người chủ tiệm ở đây. Queen Nail Spa đây. Ai vẽ chị Queen đây? Đây, đứa cháu viết. Bà đi chân lên. Hôm nay có hai luôn hả? Rồi cho bà.
mới có đồng ý mới ngồi chiến. Đặc biệt ngày hôm nay thôi nha. Đặc biệt cho khách phương xa, tại từ tôi đi từ nhà lên đây 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay mình được làm quý món mà mình được tặng mỗi người 100 nữa để đi lên đất ra đến vàng. Đó chỉ là hôm nay thôi. Nhưng giờ cho những khách đặc biệt đây thôi nha. Hoan lì hả? Hoan lì. Hôm nay thầy là làm cho khách. Hôm đầu thầy là làm cho khách mỗi người 100 nữa để đi lên đất vàng. Tại tiệm Quỳnh Nèo ở thành phố Bà Tổ chữa đường lát đi nha. Rồi xuống lát nữa. Rồi một cô chủ thợ của một tiệm Jenny Nèo đang tiến tới. Cô này cũng từ thành phố Corona đang đi lên. Và hôm nay có một anh khách, anh Việt Nam này, anh cũng đi tới làm móng. Đi làm xong cho 200 nha. Họ kể cho mình chơi sộp đi. Anh khách này từ thành phố Corona hướng tôi đi lên đây. Anh này cũng có một cái tiệm là Jenny Nail tại thành phố Corona. Chúng tôi trên đường đi Las Vegas và ghé cái tiệm Queen Nail. Đường đi Las Vegas từ nhà mình đi là chừng nhiêu? 4 tiếng hơn. Hôm nay là đi dự đại hội Đức Mẹ La Vang. Trên đường đi thì ghé vô cái tiệm này. Đó, phỏng vấn đi bà. Và phỏng vấn cô Lan. Phỏng vấn cô Lan. Cô Lan lần đầu tiên cô này được ngồi mát spa. Bà đi tê tê và bà đã. Vậy lần sau cô muốn làm nữa không? Có chứ. Vậy thì cô phải nói với chồng cô là làm thêm job này nhé. Để cho tiền cô nhé. Cô đi làm hàng tháng nhé. Một tháng thì hai lần. Chỗ nào cũng được ấy. Chỗ nào cũng được miễn sao cô có tiền. À. Thích đi chỗ nào cũng được. Đó, mẹ mày đưa lên chết không phải chết nào. Không đưa lên Facebook đâu mà YouTube à? YouTube cả tháng cả thế giới cũng thấy mà. Đưa lên mày chết là sao tiền? Như rồi là bà Nga đang phỏng vấn cô Lan. Rồi cô đây đang lửa sơn. Cô đây đang lửa sơn chai sơn. Rồi hôm nay là cô này. Cô tìm mà Jenny Nail từ Corona. Đây là tiệm Queen Nail Spa tại giữa đường Las Vegas Battle. Ở đây phục vụ này. What now? Welcome, come in. Và cần muốn lấy hàng gọi 760-252-9109. Đây giờ mở cửa của Bill tiệm là từ thứ hai đến thứ bảy 10 giờ sáng tới 7 giờ chiều là ngày thứ hai, còn tất cả các ngày kia là từ 9 giờ tới 7 giờ. Thứ bảy là 8 giờ tới 6 giờ chiều thôi nha. Rồi chủ nhật là đóng cửa. Wow, khách ở trên này cũng dễ thương nhé ha. Đây. À, rồi. Đó. Khách đây dễ thương à, khách vô làm nail tại Win Nail, rồi khách mang quà để tặng cho chủ nhân nữa. Đây, đây, khách mang tặng quà tới tặng này. Đây, khách vô đây là thông thường khách còn mang nước mua ba đồ vô cho tiệm để uống để làm cho khách. Sướng vậy đó. Wow.
Wow, sau khi làm móng giờ chuyển qua làm móng tay nữa hả? Qua làm ồ, chà cho mắt nó bay đi. Đừng có động tay. Rồi. Đây. Cô chủ đang làm móng tay. Ai có đi ngang qua đây ghé vào tìm quyền nghèo. Đây. Khách làm móng của con. Cô đi làm móng hay là cô chỉ tôi làm bánh mì? Hả? Đây là cô chủ, cô làm rất là nhanh đây. Ông làm một móng thôi, phải không? Hôm nay đặc biệt khách không? Hay không? Hay là một bàn để đánh bài cực kỳ với cho nó đẹp. Thôi không, đánh một ngón thôi. Hôm nay đặc biệt mà đi Las Vegas mình tới ghé trên đường vô cái tiệm của người nhà. Đây. Hôm nay cô chủ của đội làm móng cho mình thôi, làm móng một ngón thôi. Sơn màu đỏ cực kỳ đẹp. Đặc biệt cái tiệm này hôm nay, chỉ ngày hôm nay khi mình làm một ngón thì cô tặng 100. Đó, đặc biệt là mình làm ngón thôi, chứ mà làm 10 ngón á thì cô tặng 1,000 thì khách cũng nặng quá thôi, làm ngón thôi được rồi. Chỉ được ngày hôm nay thôi cho khách đặc biệt. Là một ngón tặng 100, là một ngón tặng 100. À, nhanh nghe thì tới liền nha. Tới liền trong vòng 1 tiếng thôi chứ không là được trễ rồi. Rồi, bye bye. Bye, bye Quỳnh, bye Trinh. Rồi, bye. Rồi, chúng ta sau khi ghé qua tiệm nail, Queen Nail, giờ chúng ta tiếp tục cuộc hành trình Las Vegas. Và lên, gọi là lên Las Vegas đóng tiền điện. Rồi, bye Thảo, ở lại. Rồi, ngày mai đi Las Vegas gặp. Chúng tôi bắt đầu đi đóng tiền điện. Rồi, bye Dung. Đây, cô chủ nhỏ đang làm cho khách. Đây, cô chủ nữa. Đây. Mẹ ghé vô thăm tiệm của con và con làm cho mẹ một bộ móng đẹp. Ok, rồi. Bye bye.